Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ Việt Nam đã lùi xa về nhân quyền. Ngày 27 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài theo dõi nhân quyền, Chính phủ Việt Nam đuối lý khi công kích tổ chức phi chính phủ quốc tế. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, Chính phủ Việt Nam có hai mặt về nhân quyền, nói bất cứ điều gì họ nghĩ sẽ có lợi cho họ về mặt chính trị và công kích các nhà hoạt động ở Việt Nam hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế như tổ chức theo dõi nhân quyền vì đi ngược lại với sự tuyên truyền không có thật của chế độ độc đảng ở Đông Nam Á. Đó là lời phản bác lại tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 1 của tổ chức theo dõi nhân quyền. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết trước đó tổ chức theo dõi nhân quyền đã công bố phúc trình toàn cầu năm 2024 nói trong năm qua chính quyền Việt Nam đã đè nén các quyền dân sự và chính trị cơ bản và trừng phạt nặng nề những ai dám thách thức vị thế độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cấm thành lập công đoàn, lao động độc lập và các tổ chức nhân quyền cũng như đặt các nhóm tôn giáo độc lập ra ngoài vòng pháp luật. Theo AFA, 2 tuần sau, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, Việt Nam hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật bịa đặt trong báo cáo. Tuy nhiên, ông Phil Robertson của tổ chức theo dõi nhân quyền khẳng định, đây là biện pháp bảo vệ cuối cùng của một chính phủ đã có bước lùi xa về nhân quyền, đến mức họ thực sự không còn lý do chính đáng nào để tuyên bố rằng họ tuân theo bất kỳ công ước nhân quyền quốc tế nào mà họ đã phê chuẩn. Mọi quyền dân sự và chính trị, dù là quyền tự do ngôn luận, quyền hội họp hay quyền tự do lập hội, đều đang bị chính quyền Việt Nam vi phạm một cách có hệ thống. Hình ảnh một số nhà hoạt động đang bị giam giữ với những bản án bất công. Điểm mấu chốt là chính phủ Việt Nam có hồ sơ nhân quyền tồi tệ thứ hai ở ASEAN, sau chính quyền quân sự tàn bạo ở Myanmar, và Hà Nội đang tiến hành triệt phá một cách có hệ thống tất cả các nhóm xã hội dân sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Lý do duy nhất khiến người dân Việt Nam không bày tỏ sự bất bình trước chính phủ là vì họ quá sợ phải đối mặt với hàng loạt sự giám sát, quấy rối và đàn áp dành cho bất kỳ ai chỉ trích chính phủ. Im lặng không có nghĩa là đồng ý, và người dân Việt Nam muốn nhân quyền của họ được tôn trọng, bất chấp những khẳng định sai lầm mà chính phủ đưa ra là nhân danh người dân. AFA dẫn lời bà Hoàng Minh Trang, thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền từ Thụy Điển phát biểu. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phản ánh đúng sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam năm 2023, đặc biệt là việc chính phủ Việt Nam tham gia đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự. Tù nhân lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, người vừa mới tuyên bố tuyệt thực để phản đối trại giam dù sắp mãn hạn tù. Một nhà hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn nói với AFA trong điều kiện ẩn danh rằng nhà nước Việt Nam luôn nói các báo cáo quốc tế chỉ trích tình hình nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam là bịa đặt, nói xấu, nhưng không giải thích là các báo cáo bịa đặt và nói xấu nhằm mục đích làm gì. Nói về nói xấu và bịa đặt thì Hà Nội là người giỏi hơn ai hết khi vu cáo cho hơn 160 người phải vào tù vì những tội không tưởng như lợi dụng quyền tự do dân chủ hay tuyên truyền chống nhà nước. Và thậm chí trơ trẽn đến mức vu cáo tội trốn thuế cho nhiều người hoạt động môi trường đã hoạt động nhiều năm, mà trước đó không bao giờ bị chất vấn về những điều này. Nói theo cách của ông Nguyễn Phú Trọng, thì mình đã làm thế nào mà suốt cả thập niên không có tổ chức nào nói tốt về dân quyền, tự do ngôn luận và tín ngưỡng ở Việt Nam? Nhà hoạt động này mỉa mai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chính phủ Việt Nam đã lùi xa về nhân quyền. EVN tiếp tục lỗ và Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất tăng giá điện. Ngày 27 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin, Bộ Công Thương Việt Nam đề xuất tiếp tục tăng giá điện trong năm nay vì EVN vẫn lỗ nặng. VOA dẫn nguồn tin từ báo chí nhà nước hôm 26 và 27 tháng 1 cho hay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng mới đây kiến nghị cần tiếp tục tăng giá điện trong năm 2024 sau khi đã có 2 lần tăng giá trong năm 2023. Đề xuất trên được nêu ra trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo giá hồi đầu tuần này. Lý do EVN vẫn lỗ gần 38.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Cho dù giá điện bán lẻ bình quân đã tăng 7,5% lên gần 2.093 đồng 1 kW trong năm 2023,
Hình ảnh bản tin trên VOA. Điệp khúc tăng giá điện khiến người dân ngán ngẩm đã diễn ra trong suốt hàng chục năm qua và dường như không có điểm dừng, bởi hầu như lúc nào EVN cũng lỗ. Mỗi một thời điểm EVN có những lý do thua lỗ khác nhau, nhưng lý do thực sự chỉ có một, đó là sự độc quyền. Chỉ đến khi nào mà nhà nước chịu từ bỏ tư duy kiểm soát, xóa bỏ cơ chế độc quyền của EVN để các công ty, tập đoàn tư nhân nhảy vào kinh doanh, thì lúc đó sự cạnh tranh mới tạo ra động lực phát triển và giá cả được thị trường quyết định, chứ không phải là quyết định của nhà nước. Thậm chí đến lúc đó chuyển đổi năng lượng xanh mới thành công. VOA cho biết bà Thắng được báo chí trích dẫn lời nói trong cuộc họp rằng cần xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động của các thông số đầu vào của giá điện, đồng thời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Hình ảnh đường dây truyền tải 500 kV, niềm tự hào của ngành điện Việt Nam. Cũng tham gia trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói rằng đối với việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả giá điện, các bộ ngành phải chuẩn bị tốt và sớm đề ra các phương án và lộ trình điều chỉnh giá để tránh bị động. Ông Khái nói thêm rằng, thời điểm điều chỉnh cần tính toán phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. VN Express, Tiền Phong và một số báo thuật lại. VOA dẫn báo Tiền Phong cho biết, hồi đầu năm nay, trong một cuộc họp của EVN, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh đã nhận định rằng nếu không tăng giá điện trong năm, sẽ không giải quyết được khoản lỗ 17.000 tỷ đồng trong năm 2023 của tập đoàn này. Các báo cáo tài chính của EVN cho thấy, vào năm ngoái, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần, nhưng vẫn không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất điện và EVN tiếp tục bị lỗ trong sản xuất kinh doanh điện năm thứ hai liên tiếp. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, người bị cho là cầm đầu nhóm lợi ích điện lực. Giải trình với Bộ Công Thương bằng văn bản, Tổng Giám đốc của EVN viết rằng lỗ xảy ra chủ yếu do giá bán ra của EVN vẫn thấp hơn giá thành. Tập đoàn này tính toán rằng cứ mỗi kilowatt bán ra, họ chịu lỗ 142,5 đồng. VOA cho biết thêm, một số chuyên gia được VN Express và Tiền Phong trích lời nói rằng việc tăng giá điện sẽ khiến một số doanh nghiệp sản xuất, sử dụng nhiều điện và một bộ phận người dân sẽ gặp khó khăn. Nhà nước phải tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh phù hợp để cân bằng lợi ích của cả ba bên, gồm doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Trên thực tế, việc giá điện ở mức cao và nguồn điện không đủ cung là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế sâu hiện nay. Tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel đã hủy bỏ kế hoạch đầu tư mở rộng vào Việt Nam, nguyên nhân chính cũng vì nguồn điện không ổn định. Nếu xóa bỏ cơ chế độc quyền về điện, lúc đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân có nhiều lựa chọn, chắc chắn sẽ không ai chọn một công ty phiền phức như EVN. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin EVN tiếp tục lỗ và Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất tăng giá điện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d